Cái này là tấm bia hả? Tấm bia của bé, hình bé trong này, tên bé trong này luôn. Ờ. Mình rút thằng kia mà lật đâu có được. Cũng nghe nói là nó công an đó là xã Bình Hòa huyện Bình Chánh đó, là nó nói là ghen tuông đó là giết xuống nó bự con ốc dèo đi. Đây đây có là anh Hoa. Bộ này là xén thịt. Đây con mộ. Mà hả? Ừ. À, có thể. Anh được em có hướng dẫn về cái nơi mà ở miền Tây mà nhắc đến ở Sài Gòn á thì rất là ám ảnh và gần gần, đó là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Và sau này thì được cải táng lại. Thì trước đây thì khi mà em làm báo á thì em có rất là nhiều bài viết về Bình Hưng Hòa, thì em có thể giới thiệu cho cái khán giả kênh anh. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đây là một trong những cái nghĩa trang mà được cho là lớn nhất ở Sài Gòn. Với cái tổng quy mô ở đây á lên đến 68.000 phòng mộ. Riêng khu vực mà anh em mình đang đứng đây này là rộng 12 hecta, tương đương với 18.000 phòng mộ. Trong cái đợt năm vừa rồi thì chính quyền họ có cải tạo này, anh thấy không? Ừ. Đây là những cái phòng mộ mà cải tạo bóc cốt đi hết. Những cái cốt này á, nếu như có chủ nhà thân nhân á thì đem đi đưa cho thân nhân. Còn ai không có thân nhân thì sẽ được đưa đi vào các cái ngôi chùa hoặc là các cái nhà thờ. Thì tuy nhiên thì khu vực này đã giải tỏa xong hết rồi, nhưng mà vẫn còn rơi rớt, còn khá là nhiều những cái phần mộ mà đến bây giờ chính quyền vẫn chưa giải tỏa. Cho nên hôm nay em muốn chia sẻ clip này để cho mọi người hiểu rõ hơn là đây là những cái phần mộ của các em bé hiện giờ là không có thân nhân. Đặc biệt là trong khu vực phần mộ của em bé không có thân nhân á, thì có một cái phần mộ là cha mẹ của các bé là đi tù rồi, và đến bây giờ cha mẹ còn chưa có ra tù. Cho nên là mấy chục năm qua thì bé vẫn còn hiu quạnh, và trong cái quá trình mà thân nhân của bé chôn cất bé thì nó mọc lên một cái cây ở giữa phần mộ. Và có rất là nhiều người đến đây thắp nhang và cảm nhận được cái sự linh thiêng của bé. Tí đây anh sẽ cho anh xem này. Và phía trước ở đây là chú, anh có chú biết không? Được là chú Hẹn hả Phong? Chú Hẹn thì trước kia thì làm công việc ở đây là chăm sóc những cái phần mộ này, và sau này thì chú Hẹn hiện giờ là sức khỏe yếu rồi, cũng ở nhà một mình hả chú Hẹn? Bây giờ chú Hẹn có làm gì không? Không, có ở dần dần đây thôi. Chú Hẹn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Chú vừa 62 rồi. À, chú đã ở trong cái nghĩa trang này từ năm bao nhiêu? Tầm 93, năm 93. 93 tính ra bây giờ là 20, gần 20 mấy năm rồi, gần 20 năm rồi. Nhưng mà cái cơ duyên sao mà chú lại chọn cái nghĩa trang này làm cái nơi để chú ở sinh sống ở đây? Chung là chắc cũng cơ duyên thôi. Hồi đó chú sống ở ngoài thì cũng làm này làm kia, chạy ba gác, chạy không đo ôm, rồi chắc cũng có cơ duyên rồi ông anh ông mới giới thiệu vô đây. Chú có gia đình không chú? Có, chú vô đây là chú có hai đứa con còn nhỏ xíu. Dạ. Ở năm 93. Vậy con chú hiện nay lớn hả? Lớn, nó đi làm hết rồi. Dạ. Thật ra thì con với anh Hoa Lệ á, thì cái cảm giác lần đầu tiên vô đây thì rất là gùng gợn. Tại vì ở dưới chân của tụi con đang đứng nè, thì có rất là nhiều phần mộ mặc dù là đã được cải táng, nhưng bên cạnh đó thì còn những cái phần mộ mà đôi khi bên kia đó anh Hoa thấy không? Vẫn chưa được cải táng. Và đôi khi thì những cái bước đi của mình á, mình rất là ngại ngùng khi bước đi ở trong cái khu này, tại vì sợ vô tình mình mạo phạm. Nhưng mà thật ra anh em mình thì không có ý gì hết. Cái cảm giác đầu tiên là khi chú ở trong này thì cái cảm giác của chú như thế nào?
lúc đầu chú vô chú ở chú cũng sợ thấy mồ luôn chứ tâm lý mà, nhưng mà mình ở riết rồi một hai năm đầu cũng có người ta phá rồi, mình khấn vái rồi thôi ta phá. Dạ nhiều khi đó chú chưa vô đây ấy đó là chú còn ngủ ở ngoài mộ á, chưa nắng á, núp vô mộ ngủ á, giật giò chú rồi chú khấn vái rồi thôi ta cũng cho mình cái cơ duyên thôi, mình ở đây luôn hai mấy năm. Hiện nay thì chú làm cái công việc gì chú hè? Chú bây giờ chú giờ đâu có làm gì được. Chú ở đây tại vì còn sót là mấy mộ này đó, chờ cho nhà nước bốc hết rồi chờ, rồi chú mới đi. Khi mà chú vô đây thì con cái vợ con của chú là vô ở trong này luôn hay sao? Chú vô đây chú ở đầu tiên là một hai năm sau mới đưa con vô ở. Ở quen rồi nữa, rồi mấy đứa nhỏ rồi bả vô cũng sợ. Mấy năm đầu thì bả còn thấy bóng trắng này nọ, nhiều khi tối bả nằm nghe trời đó, bả thấy người bóng trắng đi ngang, bả không có ai, cái chú nói đâu có ai đâu. Rồi mình cũng thường đốt nhang khấn vái rồi cầu cho có sức khỏe, rồi người ta cũng cho mình, không được thấy nữa. Không cho thấy nữa. Mình khấn vái người ta đâu cho thấy. Nhưng mà lần đầu tiên vô đây thì cái cảm giác ám ảnh đó của chú đeo đuổi bao nhiêu năm? Nói chung mấy năm đầu thôi, mấy năm sau là mình thấy bình thường. Dạ. Mấy năm đầu á dạng như mình cuộc sống hoài đó, rồi mình vô đây mình rồi mình sợ rồi á, dạng người ta cũng về báo cho mình thấy vậy, rồi mình khấn vái người ta thôi. Quê của chú là người gốc Sài Gòn này luôn hay sao chú hè? Chú gốc ở Sài Gòn. Chú ngày xưa là dạng như còn tỉnh gia đình xã Tân Sơn Nhì. Thì con cái của chú lớn là đi làm và sống ở ngoài. Đó, nó cũng ở đây chứ, tại vì cuộc sống đây chú đâu có nhà cửa, rồi nhà thờ mới cấp cho miếng đất ở để trông coi mộ đó. Rồi chờ đây bốc cốt hết rồi bên ví dụ bên giải tỏa nó bồi thường cho bên nhà thờ rồi chú đi, mình xong bổn phận rồi. Thì sau này khi mà cái nghĩa trang này sẽ cải táng hết và sẽ giải tỏa thì chú sẽ đi đâu? Thì cuộc sống thì ra ngoài thì mình ta sống sao mình sống vậy thôi. Dạ. Thì con cái thì nó cũng có việc làm rồi, thì chú với cô giờ cô đi phụ rửa bát rửa chén ngày kiếm trăm mấy, vợ chồng già rồi. Và con có nghe chú kể một cái câu chuyện đó là gặp những cái người âm, thì trong cái lần mà những khi sau này thì chú mấy con không còn gặp nữa do chú đã xin phép ở đây, thì chú có thể kể cho con với anh Hoa Lệ nghe cái câu chuyện mà chú đáng nhớ nhất trong những lần mà chú chạm mặt với anh. Thì hồi đó đó cái mộ bà Xuân ở đây nè mới chôn đó, tại vì chưa nắng chú không có che chòi, hồi đó là mới lên không có che chòi, một hai năm sau mới che chòi. Rồi chú lên là chú trông coi đó, rồi thấy người ta lên có thăm mình ra dọn quét tưới nước, thì chưa nắng thường thường người ta đâu có đi thăm mộ, hiểu không? Chưa nắng ít ai đi thăm mộ, thăm buổi sáng hoặc buổi chiều thôi, mát thôi. Rồi cái chưa nắng quá chú cái mộ của bà đó là bà Xuân, chú còn nhớ mộ bà đó lớn à, có mái tre vậy nè, chú chui vô đây nè, chú nằm trên mộ á cái chú thiêu thiểu, chú ngủ, chú gác giò, gác cái chân lên, cái chú vừa thiêu thiểu giật cái giò chú xuống, giật cái mắt rớt cái giò xuống, cái chú giao bồn chú nhắm mắt lại chú coi có giật nữa không, thiêu thiểu không giật. Cái chú giái thôi mạo phạm bà thôi, để cho con đi chỗ khác, thân giái rồi thôi, có lần chú sợ vậy thôi. Rồi sáng nào mình cũng đi đốt nhang, rồi mình hồi đó mình mới lên mình đâu có biết chăm sóc mộ, rồi sau này nữa mình đi đốt nhang thân giái ta thường ta đâu phá vậy là rồi hình. Hai năm sau cái cô lên che chòi rồi á, cô lên ở 6 giờ mấy
sáu mấy chiều xưa vừa sắp tối cái trời lá xưa trời lá như chỗ đó cái cô nằm trong nhà với chú cái con nói ai người gái mặc nguyên bộ đồ trắng đi ngang kìa chú bước ra chú không thấy rồi cái bắt đầu mình cũng giái người ta đốt nhang thì sau này mà không cho mình thấy nữa. Cái lần đầu tiên mà khi mà chú dọn vô đây chú ở đó thì vợ con của chú có phản ánh chú không? Nói chung cuộc sống mà tại vì chú lên chú ở trước, chú ở 2 năm mà thì sau này thấy người ta chôn nhiều đông rồi đó. Mới cô mới lên che cái chòi để mua bán bông nhang đồ á. Thì cô lên cô cũng ở lại chú rồi thấy nhát gì mình khấn vái rồi thấy cô mua bán rồi ta lên ta mua bông nhang ủng hộ mình á thay vì ta mua ngoài lộ ta mang lên mình chăm sóc mộ ở đây bán bông nhang ta lên ta mua giùm mình đó là từ chỗ đó cuộc sống tới giờ rồi khi giải tỏa xong là bắt đầu vợ chồng về hưu luôn mất việc làm mất doanh thu như là trước đây chú làm cái công việc là chăm sóc mộ cho những người thân ở đây cũng như gia đình ta lên gửi gắm thí dụ ta những người ta vừa mất ta gửi gắm đốt nhang thí dụ 3 tháng ta lên ta gửi tiền thí dụ ngày mà hồi đó chú nhận 2000 tháng 60 vậy đó rồi 3 tháng thí dụ ta đưa trước 180 nhiều khi ta cho 200 rồi khi xây mộ xong cái bắt đầu người ta gửi mình chăm sóc trồng cây hoa kiển đâu đó rồi tưới rồi mình hợp đồng ví dụ tháng mấy chục ngàn phụ tiền điện để mình tưới cây đó sáng dọn dẹp đối với những người bình thường á thì như con với anh Hoa nè nói chung là cái cảm giác ấn lạnh lắm và đặc biệt rồi đối với chú thì luôn chạm mặt với cái chết và đối với cái nghĩa trang này thì rất là nhiều người đã được chôn ở đây và chú ngày nào coi như là chú ngày nào chú cũng thấy à đám tang người chết người chôn người chú có cảm thấy sợ hãi hay gì không chú? Không, nói chung cái gì lúc đầu nó cũng sợ thôi rồi sau này mình thấy bình thường rồi không phải bình thường rồi mình khấn vái người ta mình nghĩ người ta cũng phá mình thôi chứ người ta chết cũng có cái linh hồn chứ đâu phải ấy đâu. Dạ. Cũng có cái tâm linh của người ta chứ đâu mình đâu mà không phá người ta thôi. Lúc nãy thì con nghe em Phong Bụi nói là ở đây có một cái khu mộ của thai nhi, chú có thể ở đâu nghe chú? Đây nè, đây ha. Đây là những ngôi mộ này là không có thân nhân hay sao Phong? Những cái phần mộ nào mà đã tháo dỡ rồi á là đã có thân nhân nhận cho cốt rồi, còn những cái phần mộ vẫn còn bia, vẫn còn ủ đất là những phần mộ mà mấy chục năm qua không có người thân lui tới. Như điển hình ở đây anh, đây là một cái phần mộ nãy em chia sẻ là cha mẹ đi tù và đến bây giờ là mấy chục năm qua không có ai chăm sóc hết. Và lúc xưa thì tấm bia vẫn đứng như thế này nè, và sau này từ những cái cây này mọc lên đó, em bé cái làm lật cái tấm bia xuống, hiện giờ dưới này là vẫn là cái tro cốt của bé. Và có một điều đặc biệt là cây này tán nó mọc ra ở đâu có những cái phần mộ thai nhi tán nó chia hết. Cây này là cây gì không ha? Không phải cây gáo, cây này có gai ngủ á. Này, đây là phần mộ của bé nha. Sao đợt này mưa ướt hết rồi. Cái này là tấm bia hả? Tấm bia của bé, hình bé trong này, tên bé trong này luôn. Mưa ướt hả? Giờ mà lật đâu có được. Thật ra thì anh rất là nể em, tại vì trước đây khi mà em mới ra trường á, hay là em biết về cái khu này đó, thì em phải vô tìm hiểu ở trong đây nè. Rồi em phải chậm mặt rồi đối diện ngày em cảm giác em sao không? Hồi xưa thì cái nghĩa trang này chưa được giải tỏa thì lúc đó thì mỗi lần đi vào trong này hai cái sợ người sống là dân con nghiện và ma túy rất nhiều. Cái sợ thứ hai đó là cái khung cảnh như thế này rất là sợ này, thi thoảng đi giữa nghĩa trang này gặp những cái cây cổ thụ, rồi đặc biệt người ta nói là những cái cây lớn càng lớn thì càng có linh hồn. Cho nên là mình đi vô cái mình nghe những cái tiếng động ở trong nghĩa trang này sợ, tại vì cực kỳ rộng, nhiều rất rộng. Đây nè, đây theo chia sẻ với em Phong là những cái ngôi mộ còn đất như thế này. Mộ này là còn bé nè. Còn bé nè. Chưa có được giải tỏa nè. Được đánh số 609. Đây cũng là còn bé nè, chưa được giải tỏa nè.
Đây là những cái ngôi mộ bé mà thân nhân không có vô, ba mẹ của cái bé không vô hay sao không? Không tìm được cha mẹ. Có thể là cha mẹ đi nước ngoài sống, hoặc là cha mẹ không có điều kiện tiếp cận được thông tin. Rồi hoặc là đi làm ăn phương xa, giống như là mình khó khăn quá, mình đi tứ xứ nào đó mình làm ăn. Như phía bên kia cũng một phần mộ mà cũng không có thân nhân. Không hiểu tại sao trong vòng mấy năm qua khi mà giải tỏa cái khu vực này á, là những cái mộ mà người ta cho là linh á, lại mọc lên những cái cây đâm giữa phần mộ. Như bé này cực kỳ linh nè. Đó, thấy không? Tấm bia dựng đứng này nè. Rồi bia cái cây này mọc lên làm lọt cái tấm bia luôn. Bên kia cũng là một phần mộ chưa giải tỏa, cũng mọc lên cái cây bao phủ. Đây là một cái khu nhỏ trong cái phần rất lớn của cái nghĩa trang này. Cái diện tích em hình dung nha. Cái khu vực đây là 12 hectare. Nếu mà tổng thể cả cái nghĩa trang phải gấp 10 lần diện tích như thế này. Và trong cái tổng thể 12 hectare này thì có một cái đụm nhỏ xíu là mình đang đứng ở đây nè. Chút xíu bằng hạt cát trong cái khu vườn này thôi. Thôi bây giờ anh đi vòng vòng. Nói chung tùy theo khu. Cái nghĩa trang này tính ra 40 mấy mẫu được. Nó đây thì cái khu ở bên kia đó, cái bên lộ á, là dân như ngày xưa người ta cái khu mình nhà nước chôn tập thể đó, cha mẹ mà đi bệnh viện 50 mấy mà chết á, dân bé chết á là trốn viện đó, là không có tiền đem về đó, là nhà nước đi lên chôn cái khu bển. Còn bên chú giữ đây là bên đất tư nhân, tư nhân là dân có tiền, người ta mua đất người ta chôn, con hiểu không? Còn đất kia bên kia là đất công, dạng hồi đó dạng nhà nước cho chôn là khu bên đó là nhà dạng như mấy bà bên đó bà kể đó là em bé cũng linh thiêng lắm, nhát dữ lắm, mấy đứa mà chết ở trong bệnh viện cha mẹ bỏ. Cái câu chuyện như thế nào chứ? Nói chung cái khu chú giữ thì chú biết, nhưng mà cái khu người ta thì chú không có nắm. Nói chung tùy theo khu, con nghe không? Tức là chú giữ cái ranh của chú là có hơn 1.000 ngôi mộ. Mà cái nghĩa trang này là tới 40 mấy mẫu. 40 mấy mẫu, 400 mấy chục công đất. Đó là cái cụm bên đây chú, cái ranh chú là bên dài giải phóng mặt bằng là bên đây là 12 mẫu. Là bắt đầu giải tỏa là đợt 1 là 2014 tới giờ đó. Là bên kia là dự án 2 á. Con có nghe em Phong Bụi chia sẻ rằng á, thì ngoài việc đối diện với lại người âm, sự lạnh lẽo của trong cái nghĩa trang này, thì còn phải đối diện với người sống, một cái sự nguy hiểm. Tại vì trước đây thì khi mà những người ở quê á, nghe nói chạy chỉ cần chạy ngang nghĩa trang Bình Hưng Hòa thôi là cảm thấy lạnh nóc, và cái cảm giác thứ hai là mất an toàn, tại vì ở đây vấn đề mà con nghiện rất là nhiều. Phức tạp. Chú có thể kể cho con nghe những cái vấn đề mà chú đối diện hàng ngày trong cuộc sống được không? Nói chung nếu mà nói về năm 80 mấy trời trước là dạng như đây, là đây ngày xưa đó là chưa phải là của quận Bình Tân, là thuộc quận Bình Chánh, con hiểu không? Sau này nó mới tách ra, là khúc đó là công an xã, cho nên khu nghĩa trang này đó là nếu mà nói về thành phố đó, là ớn nhất là cái khu nghĩa trang này phức tạp, người sống trộm cướp giết người xì ke rồi đỉ điếm, là báo mạng là báo chí lên nhiều là vậy đó. Là hồi đó là giết không đau ôm đưa vô nghĩa địa đấy không á, ta kêu không đau ôm lên là giết hai ba bữa là dài vụ. Đó. Lúc đó chú có từng chứng kiến cái vụ án nào không chú? Xong coi, chạy qua coi rồi công an nó rào rồi. Phát hiện lên rào là mình đứng qua mình thấy nó làm xong đưa tử thi đi thôi. Cái mục đích giết là để cướp nội tạng hay là để cướp trang sức rồi chú? Cướp xe, cướp tiền, 5 tấm mấy khổ lắm rồi. Còn cái ngoài đây nè, cái chỉ của mình. Đâu? Nói ốc chưa rồi.
đây nè, đây nè, cái phần mộ nè, anh thấy không? Đập lên nha. Em giá này nè, hồi đó nó vụ nói ghen tuông mà nó giết không đó đó, giết không đó bắt đầu cái cánh giá sau lưng này nghe con, bắt đầu nó trồng sợi dây vô, nghĩ là ngụy trang ổng cắt cổ chết đó chú, chứng kiến tướng bự con qua đây đi chú qua bên đó đi chú, có thể nói cho con với lại anh Hoa với lại Phong nghe lại cái câu chuyện đó. Này cái mộ này hồi đó không biết là giết ổng ở đâu, nó đem lại đây con hiểu không, rồi nó treo ổng về sau đây nè, cột sợi dây dù treo ổng đây, tướng bự con lắm, bự hơn con gấp mấy lần á, ngay cây thánh giá đó luôn hả chú, treo cây thánh giá rồi ổng đứng về sau lưng đây nè, đó là chú lên chú coi. Ờ vậy là trước đây thì cái ngôi mộ này có rồi, có, thì sau này mới một người bị giết, giết rồi treo lên cây thánh giá này. Cũng nghe nói là nó công an khúc đó là xã Bình Hòa quận Bình Chánh á, là nó nói là ghen tuông đó là giết tướng ông bự con ốc treo đi, bự hơn con gấp mấy lần á. Nhưng mà sao cái phần mộ này hiện giờ con vẫn thấy chưa được có thân nhân đến giải tỏa vậy chú Hèn? Cái này chú không tành. Mà anh Hồ thấy cái phần mộ này có gì đặc biệt không? Ừ. Là có một cây đang bám lên xung quanh. Này là chắc là cây bồ đề ha. Đúng rồi, cây đa. Cây đa này. Bao phủ bao quanh luôn. Cái đó là cái mộ này chú còn nhớ hồi đó chú còn đi coi đó là ổng chết treo ra đây. Ừ. Lúc đó là bên đây đầm ruộng không? Ừ. Ở đây là ngôi mộ em có coi được tấm bia không không? Nó bay rồi, nó bay chữ. Đây có nè anh Hoa. Mộ này là mộ bà Hợi. Bà Nguyễn Thị. Bà này chết chắc bảy trăm mấy bảy mấy á, 72. Con hình kìa, trời 72. Bà chết trước giờ phóng. Cái cảm giác em như thế nào Phong? Em sợ nhìn mấy cái hình của người mất, mà đặc biệt là hình ở trên những cái phần bia mộ. Tại trời, cái chú ở quen rồi. Ở đây ngay chỗ chú đang đứng nè. Cũng là phần mộ á. Cũng rồi, bốc rồi, lắc lắc. Cho nên là nhiều khi mình vào trong này á mọi người, cẩn thận nha. Có những cái phần mộ mà họ khi mà thân nhân họ hốt cốt đi á, thì ở đào để cái huyệt không à. Cái dẫn đến cái mình không biết mình sơ sẩy, là cây phủ lên cái mình đạp xuống mình đây, sụp hố xuống. Nhiều khi còn sót. Nói chung mình đi cùng thánh giá cho thôi. Ừ. Cho nên thậm chí trong khu vực này nè anh, qua 3 năm qua sau khi mà giải tỏa khu vực này ra thì vẫn còn sót rất là nhiều. Và dự kiến này khu đất này tương lai sẽ làm công viên. Ở Sài Gòn hầu hết các công viên mà diện tích lớn ở Sài Gòn đều từ nghĩa trang hết. Và đây là những phần mộ này vẫn chưa được cải táng nè. Đúng rồi, còn đó. Cho nên là ví dụ cũng không biết được đâu là cái phần nằm ở vị trí nào. Thậm chí anh em mà bước qua đây á, có thể là khả năng là dễ dặm đạp phải lắm, cho nên là đi cứ là phần đôi này chắc. Ừ. Bên này thì có. Bên này, nếu vậy là bên này. Công giáo là cái đầu người ta trên đây nè. Vậy là đây. Anh có thể là anh em mình mới phạm nè. Nó có thể cứ xuống này anh Hồ. Thật ra thì anh em mình đâu có biết đâu. Không có biết, mà người không biết thì coi như là không có chấp nhất đâu. Đừng có chấp nhất tụi con. Và ở trong này thì xảy ra một cái hiện tượng đó là ban ngày lẫn ban đêm rất là nhiều người vào bên này, vào trong khu vực nghĩa trang này chỉ có một công việc, đó là ăn cắp những cái nắp quan tài. Chúng ở đây sẽ dẫn anh đi ra khu vực kia để xem những cái phần quan tài mà sau khi cải táng bước nâng lấp, người ta lấy nắp quan tài để hai công việc. Xém sập đây còn mộ mà hả? Ừ. Có thể là họ lấy về theo cái quan niệm của họ là trị tà ma, về nấu nước uống đã khử những cái độc tà ma bùa ngải. Cũng có thể có người thì lấy nắp quan tài về cầu cơ, làm cái bàn cờ để xin số đó. Cho nên là thi thoảng chú Hẹn bắt gặp rất là nhiều người vào đây khiêng cả cái nắp quan tài luôn. Rồi đào những cái hố mà coi thử còn gỗ quan tài ở đó hay không. Cái cảm giác mà đi vô đây thì một là rùng rợn, mà nghe Phong nói thêm những cái câu chuyện mà nó liên quan đến tâm linh, mà đặc biệt là khi nãy mà Phong anh Hoa mới vừa có một cái cảm giác là nổi ông cục. Anh đi với em rất là nhiều, và
em hiếm có cái cảm giác gây gợn như vậy. Có một cái em vào khu riêng cái nghĩa trang là riêng cái khu vực này em mới cảm giác vô nó cảm giác lúc nào cũng sợ sợ vậy. Tại vì ở đây cái khung cảnh nó cực kỳ ma mị ha, và vắng bóng xung quanh còn là những cây lớn không à, âm u quá. Âm u. Và có một cái ở đây nữa anh, em thương nhất là phần mộ này đó. Đến bây giờ bao nhiêu năm qua ba mẹ thì đi tù, còn bé thì nằm lạnh lẽo vậy á. Đến bây giờ hiện giờ cái tấm bia đã ngã rồi, anh em mình không đủ sức để bật dậy, thậm chí là bây giờ mình muốn chỉnh trang lại cũng đâu được đâu. Tại vì khu vực này hiện giờ đang trong giai đoạn giải tỏa cho nên không được phép xây cất trùng tu làm mới được. Và mình cứ để như vậy à. Và cây này là mọc lên ngay chính giữa cái phần mộ của bé luôn. Anh có nghe chú Hẹn kể đó là chú quản lý một phần mộ nào đó của thân nhân, có nghĩa là chăm sóc nhang khói cũng như là việc quét dọn ở đây. Tại ở đây rất là lớn thì chắc có lẽ là trong cái khu mộ này, trong cái nghĩa trang này thì cũng có nhiều người làm cái công việc giống như chú hả Phong? Ở nghĩa trang này thì quy mô lên đến 60 mấy ngàn phần mộ, tương đương, xin lỗi là 128 ngàn phần mộ, tương đương là nếu mà mỗi người chăm sóc ít nhất là phải 5 ngàn phần mộ là hết đát. Cho nên anh nhân con số lên là mấy chục người, thậm chí cả trăm người, là mỗi người một khu như thế này. Hồi xưa mà mỗi lần mà nhắc tới Bình Hưng Hòa là ai cũng sợ á. Không chỉ nói cái chuyện là đặt chân vào nha, chỉ cần đi tới khu Bình Hưng Hòa là người ta đã sợ rồi. Và đây là trước giờ là có thể gọi là nghĩa trang lớn nhất ở Việt Nam luôn. Và nó đến nỗi ngày xưa mà anh còn nhỏ nhỏ nó ám khi mà người ta nhắc đến Sài Gòn mà đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì nó ám ảnh không những người dân ở Sài Gòn mà kể cả những người dân ở miền Tây mà đặt đến Sài Gòn. Người ta sợ thứ nhất là sợ cái phần âm, thứ hai là người ta sợ cái khu này nó phức tạp quá nhiều người. Đó, chắc có lẽ là tìm hiểu thêm thì hai anh em mình sẽ đi qua chỗ khu chú Hẹn có thể để cho cô bác anh chị hiểu thêm ha.